Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người chậu hoa cái cẩm cù nhà mình nó nở này. Cẩm cù nha cả nhà ơi. Cẩm cù là một loại dây leo, không phải là lan nha cả nhà. Có họ hàng với lan nhưng nó không phải là lan, nó là dòng dây thân leo á cả nhà ơi. Hoa rất đẹp. Rất nhiều nụ luôn mọi người ạ. Rất sai hoa nụ này cả nhà ơi. Nụ này sắp nở, nụ trên này cả nhà. Nụ đây nữa này cả nhà ơi. Nét đi. Các bạn có thể trồng cẩm cù để chơi cũng được các bạn ạ. Hoa cũng thơm nha các bạn ơi. Đẹp không mọi người? Chậu cẩm cù này mình trồng được 2 năm rồi nha cả nhà ơi. Đẹp lắm, siêng hoa lắm cả nhà, chỉ cần có nắng là có hoa thôi. Lâu lâu mình tưới cho nó ít B1. Kẹp các dây lại cho nó ấy xong nó thòng thòng cũng đẹp lắm. Đó, trong đây còn một chùm nữa này cả nhà. Đó. Rất nhiều luôn á. Mình đếm sơ sơ coi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiện tại bây giờ là đang có 8 hồng hoa cả nhà ơi. Toàn cảnh của chậu này cả nhà. Mình trồng trong cái chậu gốm nha cả nhà. Mình treo trên dàn cao lắm. Trèo lên quay hơi mỏi chân. Dơ cao lắm. Cẩm cù phải có nắng nó mới có hoa đẹp mà cả nhà. Dàn cao mới đẹp. Cái này vướng cái này không được. Mình cho mọi người coi cái bông của em ấy nha. Đấy nha, chờ mình xíu nha. Đây nè cả nhà ơi, em đẹp không? Em đẹp không cả nhà? Quá đẹp luôn á. Cánh sáp rất là đẹp. Đặc biệt của cẩm cù là khi hoa tàn á cả nhà, đừng có ngắt cuống hoa đi nha cả nhà. Một cuống hoa này có thể ra hoa được mười mấy lần luôn á. Nó rụng hoa này đi nó lại ra tiếp hoa khác. Nó rụng cái bông mà đi lên nè cả nhà. Cái này ra hoa lần thứ 5 thứ 6 gì rồi nè cả nhà. Cả nhà nhìn ở trong này. Đó, nó rụng đi xong nó lại ra tiếp những em xinh xinh này. Rất đẹp luôn. Cái này là 2-3 bữa nó cũng nở này cả nhà. Đó. Cái trong thì sẽ nở muộn hơn. Dàn nhà mình che lưới xanh nhưng lâu lâu nó hay có ánh sáng xanh nha cả nhà ơi. Theo mình được biết thì cẩm cù là một loại dây leo thân thòng họ nhà lan chứ không phải là lan nha mọi người. Em ấy không phải là hoa lan.
Mình zoom to lên cho cả nhà cùng xem nha. Cảm thấy mỏi tay quá, mình leo lên mãi trên dàn cao quá cả nhà, cho nên điện thoại nó hơi rung nha cả nhà, mọi người thông cảm nhá. Đó. Đẹp không? Rất là đẹp luôn. Very beautiful. Đó. Trên nè, đó. Xìa ra vậy vẫn nở đẹp lắm. Các bạn có muốn xem những bông hoa này nở tiếp không ạ? Nếu có thì mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.